Tu hành không khó, khó là người không ly dục ly ác pháp. Đọc bài kệ trên đây, chúng ta thấy tu hành theo Phật giáo không khó. Khó là tại chúng ta không chịu ly tâm tham, tâm sân, tâm si. Nếu chịu khó và quyết tâm lìa tâm tham, sân si, thì ngay đó được gọi là trưởng lão. Trưởng lão trong đạo Phật được xem là một bậc tu chứng đã giải thoát hoàn toàn như bậc A-la-hán. Trưởng lão không phân biệt tu sĩ hay cư sĩ, không phân biệt tuổi tác nhỏ hay lớn. Dù là người tu sĩ lớn tuổi hay trẻ tuổi, người cư sĩ cũng vậy. Một khi đã tu chứng thì đều được gọi là trưởng lão. Ngược lại, dù một tỳ kheo 80 tuổi mà tu không chứng thì không được gọi là trưởng lão, chứ không phải tu lâu năm rồi thành sư cụ theo kiểu đại thừa. Đọc bài kệ này, chúng ta thấy rất rõ, muốn tu chứng đạo giải thoát của Phật giáo thì phải thấu rõ pháp môn của Đức Phật dạy tu như thế nào. Câu kệ đầu, nếu rõ pháp như thật, nhấn mạnh vào ba chữ rõ như thật. Vậy rõ như thật là rõ cái gì? Rõ như thật có hai nghĩa, các bạn cần phải hiểu. Một, biết rõ như thật pháp của Phật dạy, không bị lầm lạc pháp của ngoại đạo. Hai, hiểu rõ nghĩa lý thiện pháp và ác pháp đúng như lời Đức Phật đã dạy. Muốn hiểu rõ nghĩa lời Phật dạy trong câu kệ thứ hai, vô hại đối quần sanh, thì cần phải hiểu cái gì vô hại. Đó chính là pháp thiện, pháp không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Vậy, mục đích của Đạo Phật dạy chúng ta tu hành là dạy sống trong thiện pháp, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh, tức là ly dục, ly ác pháp. Để xác định một lần nữa, Đức Phật dạy, bỏ các hạnh quấy ác. Câu này, Phật dạy quá rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ rõ pháp thiện như thật để ngăn và diệt ác pháp. Luôn luôn sống trong thiện pháp, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh, thì ngay đó là một bậc tu chứng của Đạo Phật. Có đúng như vậy không các bạn? Pháp tu như vậy có khó không? Nếu các bạn đã sống tâm ly dục, ly ác pháp, thì các bạn là bậc giải thoát, là người tu đã chứng đạo. Như vậy, ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, bái sám, vân vân, có giải thoát không? Có chứng đạo không? Xin các bạn trả lời đi. Các bạn cứ xem từ xưa cho đến ngày nay, Đại Thừa và Thiền Tông dạy người ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, lạy hồng danh chư Phật và sám hối mà có ai ly dục, ly ác pháp không? Có ai là người xứng đáng được gọi là bậc trưởng lão chưa? Hay thấy một vị tu sĩ ở chùa lâu năm, lào thông kinh sách, tán tụng hay thì gọi là trưởng lão. Trưởng lão này cũng giống như sư cụ ở chùa lâu năm mà thôi. Câu thứ tư trong bài kệ nhấn mạnh một cách xác quyết, đây gọi là trưởng lão. Nếu một người tu theo đạo Phật, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh, thì đó là bậc trưởng lão, tức là người đã tu chứng quả giải thoát. Thật ra, muốn không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh là phải có một quá trình tu tập, chứ không phải nói suông mà được có dễ dàng. Đọc bốn câu kệ này, các bạn thấy pháp của Đức Phật đâu có dạy ngồi thiền ức chế tâm cho hết vọng tưởng để kiến tánh thành Phật, hay niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc Tây Phương, hay niệm chú để có thần thông pháp thuật biến hóa tàng hình, hay để có tha tâm thông biết chuyện quá khứ vị lai của mọi người, hay tụng kinh sám hối lạy hồng danh chư Phật để cho tiêu tai giải nạn, vân vân. Ở đây Đức Phật chỉ có dạy chúng ta sống ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp, tức là không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh thì chứng đạo, chứ không phải cần thấy tánh mới thành Phật như Thiền Tông đã dạy. Kiến tánh thành Phật, khi tu hành nhận được tánh thấy, tánh nghe, tánh biết mà tâm tham sân si vẫn còn thì giải thoát ở chỗ nào? Nên có người mới hỏi thiền sư, tại sao vậy? Thiền sư trả lời, tại vì tạp khí còn. Do câu trả lời này mà người ta bảo rằng lưỡi của thiền sư là lưỡi lừa. Đúng vậy, Thiền Đông Độ và Kinh sách Đại Thừa quả thật đã lừa đảo chúng ta. Bài kệ này trong Kinh Nguyên Thủy thuộc hệ A Hàm trong Hán Tạng mà còn giữ gìn được nguyên gốc lời dạy chân chánh của Đức Phật thì quả thật chúng sanh còn nhiều duyên lành với chánh pháp của Phật. Bài kinh này dạy tu hành rất cụ thể và xác thực từ lúc bắt đầu tu cho đến khi giải thoát hoàn toàn một cách rõ ràng cụ thể. Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy.
Pháp Phật tu tập không mơ hồ, không trừu tượng như pháp môn của Kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ. Như chúng ta đã biết, Kinh Nguyên Thủy A Hàm thuộc Hán Tạng là do các tổ Bà La Môn kết tập nên đã bị các tổ thêm bớt rất nhiều, khiến cho tạng kinh này không còn mang tính chất nguyên thủy rạch ròi của nó. Hòa Thượng Thích Minh Châu khi lập luận án tiến sĩ Phật học, Ngài đã đem hai bộ kinh Trung A Hàm thuộc Hán Tạng và Trung bộ kinh thuộc tạng kinh Bali ra so sánh, thì thấy có rất nhiều điểm sai khác to lớn, khiến cho người sao đọc kinh A Hàm không biết lời dạy nào đúng là lời của Phật và lời dạy nào không đúng. Vì thế, trên bước đường tu học của chúng ta ngày nay, nếu không có thiện hữu tri thức có kinh nghiệm hướng dẫn, thì chắc chắn sẽ dễ dàng tu sai lạc vào pháp môn của ngoại đạo. Theo bốn câu kệ này, nếu chúng ta nhiệt tâm tinh cần tu tập hằng ngày, sống trong thiện pháp, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh, thì chúng ta sẽ chứng đạo một cách dễ dàng, chứ không phải như mọi người đã nghĩ khó quá. Kính thưa quý vị, tu như bài kệ trên đây dạy thì không khó, phải không quý vị? Tu chúng ta chỉ cần biết sống cho đúng thiện pháp, không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh. Tu như vậy là hạnh phúc, là an vui, thanh thản và vô sự cho mình, cho mọi người và cho muôn loài chúng sanh. Đó chính là sự giải thoát chân thật của Đạo Phật. Chớ đâu phải tu tập là chịu cực khổ, vào chùa làm công quả, rồi hàng ngày niệm Phật tụng kinh bái sám cầu nguyện cho tiêu tai, giải tan nghiệp chướng, cho bệnh tật tiêu trừ, cho được giảng sanh về cực lạc Tây Phương, hoặc ngồi thiền để kiến tánh thành Phật, hay lạy hồng danh chư Phật để được gia hộ giải thoát. Luật nhân quả không chấp nhận những điều này, nên dù cho suốt tháng ngày niệm Phật, tụng kinh, cầu nguyện, cũng không bao giờ bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, dù có lại hồng danh chư Phật, đến mòn đầu gối, cũng không giải thoát. Giải thoát đâu chẳng thấy, mà chỉ thấy phí công vô ích. Còn ngồi thiền thì đau chân như ai bẻ, tê chân như ai dần, nóng chân như ai đốt lửa. Đạo đâu chẳng thấy, chỉ thấy mình ngu si tự làm khổ mình. Ngồi thiền cố gắng tập trung tư tưởng, không cho niệm thiện, niệm ác xen vào, đến nỗi đầu nặng như đổi đá, mặt căng như da trống. Tuy khổ đau như vậy, nhưng vẫn tu tập không dám bỏ một phút, một giây nào, cho đến khi bị nhức óc đau đầu, như ai lấy dây xiết quanh đầu, đau nhức như bưng. Thế mà Phật tánh có giúp cho mình hết khổ đau được không? Có hết tham sân si mạn nghi không? Rõ ràng bỏ của bỏ công phí sức tu tập mà không tìm giải thoát được, chỉ toàn sống trong xúc tưởng hỷ lạc ảo giác, do ngu si không hiểu biết thiền định nên cho đó là thiền định. Thật là tội nghiệp cho những người mù muốn biết màu sắc, ôi đáng thương xót vậy. Tóm lại, bốn câu kệ trên cho thấy sự tu hành của Đạo Phật không khó, tu đến đâu là có giải thoát ngay đến đó liền. Có khó chăng là chỉ những người không muốn tìm sự giải thoát nên không chịu bỏ những ác pháp, không chịu từ bỏ xa lìa tâm ham muốn dục lạc thế gian. Thường những người ưa thích ngồi thiền kéo dài nhiều thời gian không vọng niệm để kiến tánh thành Phật, hoặc ham mê thần thông nên tu khổ hạnh, chịu đau khổ, không muốn rời sự đau khổ, lấy sự đau khổ làm sự giải thoát để đạt được mục đích thần thông. Đối với Đạo Phật, những sự tu tập đó là đi ngược lại đường lối giải thoát của Phật. Do những sự ham mê như trên đã nói nên họ thấy tu tập là tu khó. Đối với những người có quyết tâm vượt thoát ra khỏi bản chất loài cầm thú của mình thì Đạo Phật tu hành không khó, tu hành rất dễ dàng. Chỉ khó đối với những người không chịu lìa xa, không muốn từ bỏ bản chất cầm thú của mình nên đành phải chịu khổ đau muôn đời muôn kiếp. Người tu chứng